để về kiểu mua cái con một số để dịch vụ nó có hay không biết làm rồi đấy. Mua cho một con len len kit nó quá tù rồi không có xài. Trang đeo khẩu trang vô. Lau mặt cho nó mát đi rồi đi tiếp. Hả? Không, thấy giờ không? Vậy mà lấy thằng ghe tha này là quỷ này. Cái cung đường đã ghê luôn á. Ở dưới đó có bãi đá đẹp đó. Chiều mình ra ngoài kia kìa, mình chụp với hoàng hôn nó đẹp. Tay á, nhìn nó tay lắm. Vậy bây giờ đi đi kiếm chỗ mua cơm phần á, xong rồi kiếm cái cà phê võng. Ở đây toàn là khu resort không à. Cứ đi lên xong rồi có mấy cái đường nhỏ đó. Cái mình kiếm đồ ăn. Ở Phan Thiết cũng nhiều người Nga giống như ở Nha Trang vậy. Nãy giờ tôi thấy quá trời luôn. Mấy cái đường bán xuống biển đó là bán vé hết á. Ờ, anh coi review trên mạng á, cái đó là đường của cái resort kế bên. Còn bán đồ ăn chưa không cô? À, này ăn đồ ăn sáng nữa hả? À, tại không biết dân dân ở đây đi mất công người ta chém. À à dạ bên trái. À dạ dạ em cảm ơn cô nhỉ. Dạ rồi cảm ơn cô. Chụp hình không? Đẹp ha. Mình đi chơi bờ ngắm cảnh mà đâu cần phải ấy là căng thẳng làm gì. Ông chú đó ông chạy từ trên cái dốc trên đây mà ông chạy xuống dưới đó. À, để chạy. Kinh khủng quá, kinh khủng quá, kinh khủng quá. Sợ xuống là không có đường lên á. Phải băng dốc lên là lắm đó. Băng dốc lên là mày phải đi bộ lên. Đau thử coi. Thôi anh này xuống đi. Xuống thì xuống được nhưng mà lên lắm rồi mày phải tự lên. Cái đường cát trắng cách đây trời 3-40 cây luôn á.
ý là mình ghé qua đây trước rồi xong rồi đi tới kia để đợt về đỡ phải ghé vô. Đó, cái này giống như là cái mũi tàu đó, nó nằm ở ngoài biển nè ha. Đây. Sáng đây coi nha. Đây mình xuống dưới kia coi. Đi đi xuống. Xe xuống đi không? Vậy có xe nha. Đi mấy lần rồi? À đi Phan Thiết là đi với trường hả? Hả? Đi với trường hả? Đi với trường, đi với à. Đi vậy vui hơn chứ. Trời ơi mấy cái nấm mồ này ghê quá. Tụi tôi đang đi xuống bãi đá Ông Địa. Hôm qua mình đi ra đây một lần vào buổi chiều. Buổi trưa lúc đó quá nắng. Lần thứ hai vào buổi chiều nhưng lúc đó quá mệt. Lần thứ ba vào buổi tối nhưng mà lúc đó tối thui chỉ có gọi là trai gái ngồi sờ nhau thôi. Không làm gì được hết. Không nhìn thấy gì hết. Giờ sáng quay lại lần này là lần thứ tư. Cái bãi đá này nó đẹp. Đó đó, đó thấy không? Trời ơi sóng đánh dập dìu. Đẹp. Không đi thì hơi tiếc. Nên là anh em bảo nhau nhất định là phải đi. Bên kia người ta đang tắm biển. Có mấy ông Tây ông chơi lướt sóng á. Có ông kia ông yêu đời ghê chứ kìa. Em mình thì đến chụp hình, còn em nhỏ thì nằm trên kia giữ xe. Ở đây rất là trơn trượt nha, mình mới trượt té. Té cái là lả đầu gối liền luôn á. Như các bạn thấy tôi đến rất gần biển rồi và trên cái tảng đá này nó có mấy cái con gì nó bám đó bạn. Con ốc con gì đó. Đó, con không biết nữa. Con này con kia nó bám vô. Cái vỏ này vỏ kia. Nhìn nó lạ bạn. Này đây mình có mấy con này gọi là con hào phải không ta? Con sò hả? Đó. Bám đầy lên hết. Cái này mà đi không cẩn thận là cái chân đập vô đó là hả, thấy cái cảnh. Đợt trước tôi đi Côn Đảo tôi bị một lần.
cái cục này hình như là cái cục để làm đê đó. Người ta lắp ra dày 1, 2, 3, 4 cái chân. Nhìn con này nó giống giống như cái con quả cầu gai đó bạn. Ờ à, đúng rồi, con nhum, con nhum. Đây có cái đồ dép ai quăng ở đây. Rác lại là vấn đề muôn thở là rác, mệt ghê. Đó thì bên đây nó là cái bãi biển. Ở biển rồi có mấy cái thuyền thúng nữa người ta đang để đó. Nó là một cái điểm tập kết bán hải sản nhỏ. Mà kia là những cái chung cư, những cái căn hộ đó, những cái khu resort nghỉ dưỡng cao cấp. Tụi tôi thì không có vô đó, rảnh đâu vô đó để tiền mình đi tham quan ăn uống chứ ai đâu vô đó làm gì. Ở đằng kia có hai bạn nữ cũng chịu chơi ghê, nắng về mà cũng chịu đi ghê. Em nhà ở đâu đây? Cảnh báo nguy hiểm, không nên tắm. Đức Thanh School. Ở lộn, Dục Thanh School. This is the place where teacher Nguyễn Tất Thành, gọi là Uncle Hồ á, ông Hồ, name when he was 20, taught in September 1910 before he went to Saigon and then aboard to seek national salvation. Di tích Dục Thanh đang sửa chữa. Đây là cái trường cũ ngày xưa Bác Hồ dạy học. Trong đây cũng đẹp lắm nè Hạp ơi. Đó. Lớp học ngày xưa cái bàn á là cái bàn 4 người ngồi giống vậy nè. Không biết thằng Sang ngày xưa đi học có vậy không chứ ngày xưa anh Hai đi học là vậy nè. Tao ngồi chung với 3 đứa khác. Ừ. Ngồi bàn giống y chang vậy luôn. Ừ. Đây là bàn của thầy cô hả? Còn trên đây để cái bảng trên đây. Là cái này nè. Đó. Không biết ở ngoài sau này có gì nữa không? Sang để ý xe đằng trước nha. Ngó ngó coi có ai mò lại không? Nhà ngư. It was the dormitory for students and teachers at Dục Thanh School. Sau này là cái gì nữa đây? Nhà thờ Nguyễn Thông. Tôi nghe cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật ở đâu đây? Ngoại du xà. Teacher Nguyễn Tất Thành usually read books, newspapers, documents here when he was teaching at Dục Thanh School. Tôi đang sửa chữa. Giếng nước. This is the well from which teacher Nguyễn Tất Thành used for his daily activities and for the watering of the plants.
when he was teaching in Japan school. Cái gì liên quan tới Nguyễn Tất Thành nó ghê gớm vậy ta? Ui cha. Sâu quá. Rớt cái chìa khóa xuống không biết sao luôn. Sang, coi coi cái giếng đó sang. Giếng của Bác Hồ á. Coi coi cái cây này có gì liên quan tới Nguyễn Tất Thành, Bác Hồ. À không phải. Tưởng cây này cây Bác Hồ trồng cái thấy mẹ. Cây này phải cây Bác Hồ trồng không? Ông ghi không quá chụp hình, ông đứng ở đó ông chụp miết. Ở đây là cái bảo tàng mà cũng là bảo tàng Hồ Chí Minh nè, nên thôi. Ở đâu cũng có bảo tàng Hồ Chí Minh hết. Đi coi mấy cái này. Này là mấy cái miếng sành. Miếng sành của mấy cái dĩa nè. Của mấy cái dĩa rồi. Also.